Máy cạo râu Xiaomi Blackstone 3CT, tút lệ vẻ đẹp trai cho khỏe mạnh, lấy lại phong độ đàn ông. Cạo sạch, cạo nhanh, an toàn và thoải mái. Đặc biệt, trang bị dao tỉa gập gọn, thuận tiện cắt xén râu tóc dài. Kết hợp với thiết kế 3 đầu cắt nổi 3D linh hoạt, giúp tăng diện tích và dễ dàng xử lý râu ở mọi góc cạnh trên khuôn mặt của bạn. Đồng thời, động cơ công suất mạnh mẽ 5W sẽ giúp việc cạo râu trở nên nhanh chóng, mượt mà và thoải mái hơn. Bên cạnh đó, máy được trang bị hệ thống chống kẹp râu thông minh khi nguồn điện yếu và ngăn ngừa bảo vệ động cơ quá tải. Trang bị LED hiển thị trạng thái hoạt động và trạng thái khóa du lịch thông minh, tránh máy vô tình khởi động khi bị chạm nhầm nút. Máy cũng được trang bị chuẩn kháng nước IPX7, giúp dễ dàng rửa trực tiếp dưới vòi nước, làm sạch nhanh chóng và thuận tiện. Bên cạnh đó, máy sử dụng cổng sạc USB Type-C tiên tiến, tương thích tốt với nhiều thiết bị sạc, tiện lợi sạc chung với điện thoại. Chỉ 90 phút sạc đầy pin là bạn đã có ngay một tháng sử dụng thoải mái, vô cùng thích hợp để mang theo công tác du lịch.